Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 9 tháng 8 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 9 tháng 8 tăng giảm trái chiều trên thị trường thế giới. Giá cà phê trong nước duy trì được đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê ở hai sàn phái sinh diễn biến trái chiều, với cà phê Robusta tại sàn London tăng nhẹ so với phiên trước đó. Ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê tăng 6 USD trên tấn với mức tăng 0,22%, lên giao dịch ở mức là 2.688 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2023, giá cà phê tăng 5 USD trên tấn với mức tăng là 0,2%, lên mức giao dịch là 2.559 USD trên tấn. Quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 và tháng 11 trên sàn London tương đương với mức giá là 62.700 đồng và 59.700 đồng một kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2023, giá cà phê giảm 2,6 cent trên bao với mức giảm là 1,59%, xuống mức giao dịch là 161,35 cent trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2023, giá cà phê giảm đi 2,6 cent, xuống mức giao dịch là 160,85 cent trên bao. Các mức giảm vừa phải, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê hôm thứ Ba diễn biến trái chiều, với cà phê Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần và cà phê Robusta thì tăng lên mức cao nhất trong một tuần. Sự suy yếu của đồng Real Brazil đã làm giảm giá cà phê Arabica vào thứ Ba, sau khi đồng Real giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng so với đồng đô la. Đồng Real yếu hơn khuyến khích các nhà sản xuất cà phê của Brazil bán xuất khẩu. Tồn kho cà phê Robusta khan hiếm hỗ trợ giá cà phê Robusta, sau khi tồn kho cà phê do ICE giám sát hôm thứ Ba giảm xuống mức thấp kỷ lục là 5.019 lô, dữ liệu từ năm 2016. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê trong nước duy trì được đà tăng với mức giá thu mua từ 67.200 đồng tới 69.100 đồng một kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, thu mua quanh mức giá là 67.200 đồng một kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 67.100 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, thu mua với mức giá là 69.000 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 68.800 đồng và 68.900 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Krai, thu mua quanh mức giá là 68.500 đồng một kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, mức giá là 68.400 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua quanh mức giá là 68.900 đồng một kg. Và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 68.800 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá là 68.500 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức là 68.900 đồng một kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 69.100 đồng một kg. Đối với giá cà phê được giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay thu mua quanh mức giá là 69.200 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhâm xô được các công ty và đại lý thu mua quanh mức giá là 68.500 đồng tới 69.000 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay.